Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Mưa lũ ở Việt Nam sẽ dồn dập vào tháng 11 năm 2022. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đang vận hành hệ thống quan trắc và dự báo thời gian thực về các cơn dông, nguy cơ ngập lụt với thông tin đưa ra trước khoảng 30 phút đến 2 tiếng để người dân chủ động. Nhận định trạng thái La Nina về mặt nước biển lạnh hơn một cách bất thường, hiện đang duy trì ở năm thứ 3 liên tiếp là điều hiếm gặp. Đại diện lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn cảnh báo từ nay đến cuối năm 2022, khả năng cao thiên tai sẽ xảy ra dồn dập, phức tạp. Do vậy, trên tinh thần đưa ra thông tin cảnh báo, lốc sét mưa đá trước 30 phút cũng có thể cứu được một mạng người. Chúng tôi đã gửi ngay các bản tin cho Ban Chỉ huy tại các địa phương để hướng dẫn người dân phòng tránh. Giáo sư Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn nhấn mạnh. Về chất lượng và độ chính xác trong dự báo hiện nay, ông Thái cho rằng trong các báo cáo nhận định của chính phủ cũng như Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đều thừa nhận những năm gần đây, công nghệ dự báo đã được nâng cao. Mặc dù vậy, theo ông Thái, ngành khí tượng thủy văn vẫn cần phải cố gắng hơn nữa, toàn tâm toàn ý để đáp ứng yêu cầu của xã hội. Song bên cạnh đó, ngành khí tượng cũng cần có sự phối hợp của các bộ ngành địa phương và toàn xã hội. Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn cũng đặc biệt lưu ý đến thực trạng ngập lụt sẽ không thể dự báo chính xác được nếu ngành khí tượng thủy văn không có số liệu của độ cao và thông số của hệ thống cấp thoát nước tại địa phương. Tôi đã tham gia khảo sát thí điểm một đoạn nhỏ tại sông Lừ, thành phố Hà Nội, nhưng các số liệu về quy hoạch thiết kế và thực tế đã có sự sai lệch, không thống nhất, dẫn tới rất khó thực hiện. Ông Thái nói và cho rằng không có số liệu độ cao và thông số cấp thoát nước thì làm sao tính toán được mưa bao nhiêu thì ngập. Trong khi đó, ông Mai Văn Kiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khẳng định mặc dù không có nhà khoa học nào có thể nói chính xác trước 4 tháng về diễn biến thiên tai, đặc biệt như ở chỉ số mưa là bao nhiêu, nhưng đến nay thông tin dự báo mưa lũ dồn dập vào tháng 11 năm 2022 có xác suất tới 65-75% trước bối cảnh thiên tai từ nay đến cuối năm 2022 được dự báo sẽ dồn dập phức tạp. Ông Mai Văn Kiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhấn mạnh, hiện Tổng cục Khí tượng Thủy văn đang vận hành hệ thống quan trắc và dự báo thời gian thực về các cơn dông, nguy cơ mưa ngập lụt với thông tin đưa ra trước khoảng 30 phút đến 2 tiếng đồng hồ để người dân chủ động nắm bắt. Ông Kiêm cho biết hệ thống trên là sản phẩm của dự án do chính phủ Bỉ tài trợ trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2024. Dự án gồm hai phần, một là theo dõi cập nhật cứ 15 phút một lần và cảnh báo các cơn dông gây ra mưa, dông, lốc, sét ở trên trời. Hai là tự động tính toán từ các mô hình bằng trí tuệ nhân tạo AI và đưa ra cảnh báo các khu vực cung đường nào sẽ có nguy cơ ngập lụt trong cơn mưa. Theo đó, thông tin cảnh báo về các cơn dông gây ra mưa, dông, lốc, sét ở trên trời sẽ được tự động gửi cho người dân qua tin nhắn trên điện thoại. Thông tin thêm, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Thái cho biết, mô hình quan trắc và cảnh báo mưa dông lốc tự động bằng AI đang được mở rộng ra quy mô cả nước dựa trên cơ sở hệ thống 10 radar hiện đại do chính phủ Nhật Bản và Phần Lan hỗ trợ cùng với hệ thống radar cũ được nâng cấp. Bên cạnh đó, ngành khí tượng thủy văn còn sử dụng 18 trạm định vị sét để quan trắc. Các thiết bị này đã được giao cho 10 đài cao không để vận hành. Ngoài ra, theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tại những địa phương có tỷ lệ dông sét cao như Hà Giang, Quảng Ninh cần phải có bản đồ dông sét. Thông thường, cao điểm của dông sét sẽ xảy ra vào mùa hè và các tháng chuyển mùa, đó là từ tháng 4 đến tháng 10. Trong đó, dự báo tháng 10 sẽ là giai đoạn có nhiều khả năng xảy ra dông sét nhất vì đây là giai đoạn chuyển mùa từ mùa nóng sang mùa lạnh, đồng thời đây cũng là tháng dự báo mưa bão sẽ dồn dập. Sạt lở đê biển Tây nghiêm trọng, Cà Mau công bố tình huống khẩn cấp.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định số 1804 QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở đê biển Tây tỉnh Cà Mau, đoạn từ bờ Nam cống Kênh Mới đến bờ Bắc cống Đá Bạc, huyện Trần Văn Thời và Vàm Tiểu Dừa, huyện U Minh. Đê biển Tây tỉnh Cà Mau có chiều dài 108 km, thuộc địa bàn hai huyện Trần Văn Thời và U Minh, có vai trò bảo vệ hơn 90.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp và hàng nghìn hộ dân trong khu vực. Đoạn sạt lở gồm 5 vị trí với tổng chiều dài 2.692 m, đe dọa trực tiếp đến toàn tuyến đê biển Tây, đến an toàn tính mạng, sức khỏe, nhà ở của nhiều người dân và các công trình đê điều, công trình phòng chống thiên tai, hệ thống lưới điện, các khu di tích lịch sử cấp quốc gia, di tích Đá Bạc, trường học. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, hiện tình hình sạt lở khu vực đê biển tỉnh Cà Mau, đoạn từ bờ Nam cống Kênh Mới đến bờ Bắc cống Đá Bạc và Vàm Tiểu Dừa đang diễn biến hết sức nghiêm trọng. Những vị trí này có đai rừng phòng hộ rất mỏng hoặc không còn. Nhiều đoạn được gia cố tạm khoảng 10 năm trước, đến nay đã mất khả năng chống đỡ thiên tai. Từ năm 2019 đến nay, tại Cà Mau đã xảy ra 2 lần mực nước chiều cường dâng cao, ảnh hưởng của sóng cao gió mạnh đã làm nước biển tràn qua thân đê biển Tây, mức độ ảnh hưởng năm sau cao hơn năm trước. Sóng lớn kết hợp với mưa kèm dông lốc và chiều cường dâng cao với mực nước đo tại cống Đá Bạc 1,7 m, khiến nước biển tràn qua tuyến đê biển Tây, đoạn từ Kênh Mới đến Đá Bạc từ 0,3 đến 0,4 m, gây ra sạt lở đặc biệt nguy hiểm đến nhiều đoạn đê. Nhiều vị trí sạt lở đã khoét sâu vào tận thân đê, làm mất ổn định, gây nguy cơ vỡ đê rất cao, đe dọa tính mạng tài sản của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất phía bên trong đê biển Tây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu các cơ quan đơn vị chính quyền địa phương phối hợp triển khai thực hiện ngay một số biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan huy động các nguồn lực để ứng phó với tình huống khẩn cấp, trong đó ưu tiên huy động lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để cứu hộ, cứu nạn, tổ chức cấp cứu kịp thời người bị nạn, nhanh chóng sơ tán, di dời nhân dân ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm và khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở nguy hiểm. Lắp đặt biển báo cho khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, bố trí lực lượng theo dõi diễn biến sạt lở, tổ chức khảo sát, lựa chọn giải pháp và lập thủ tục đầu tư các dự án chống sạt lở theo tình huống khẩn cấp, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định có liên quan. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn để triển khai các công trình khẩn cấp ứng phó, khắc phục hậu quả do sạt lở. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện U Minh và Trần Văn Thời có trách nhiệm vận động sơ tán người và di dời tài sản ra khỏi khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm và khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm phía ngoài đê, cấm mọi tác động vào rừng và đất rừng khu vực, thông báo cấm biển cảnh báo, biển giới hạn tải trọng xe. Chuyên gia khí tượng nói về thời tiết dị thường. Năm 2022 được coi là năm thời tiết diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều thiên tai dị thường. Điều này là do mưa cực đoan, hệ lụy từ chu kỳ La Nina kéo dài. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, diễn biến thời tiết rõ ràng nhất năm nay là hiện tượng mưa cực đoan. Mưa nhiều, lũ lớn, do vậy các hiện tượng thời tiết và thiên tai dị thường liên quan đến báo lũ có thể xảy ra dồn dập ở mùa mưa lũ năm nay. Hiện tượng mưa cực đoan là lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm, có thể xuất hiện các điểm mưa lớn kỷ lục và mưa dồn dập liên tục tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Theo dự báo thì trong tháng 8 tại khu vực Bắc Bộ có tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-10%, tháng 9 cao hơn từ 10-30%, tại khu vực Trung Bộ tháng 10-11 và nửa đầu tháng 12 có lượng mưa lớn hơn trung bình nhiều năm, xuất hiện các điểm mưa cực đoan với diễn biến này trong các tháng cuối năm. Trung Bộ có khả năng thiên tai dồn dập như lũ quét, sạt lở đất giống như năm 2020. Thời điểm tháng 10, tháng 11 năm 2020 ở Trung Bộ liên tục xuất hiện các đợt mưa lớn gây trượt lở đất ở nhiều khu vực. Năm nay, mưa có hình thế tương tự như năm 2020, tuy nhiên mức độ như thế nào cần phải xem xét thêm. Dự báo mùa mưa bão năm nay sẽ xuất hiện các cơn bão mạnh trái quy luật do tác động của hiện tượng La Nina. Từ nay đến cuối năm còn khoảng 9-11 cơn bão trên Biển Đông, trong đó có khoảng 4-6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
Điểm đặc biệt của năm nay là không khí lạnh sẽ đến sớm hơn, nên có thể xảy ra sự kết hợp của không khí lạnh và xoáy thuận nhiệt đới. Sự tương tác này làm cho cường độ của bão có khả năng mạnh hơn và đường đi bất thường, phức tạp hơn, ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định. Từ nay đến hết tháng 7, đầu tháng 8, Bắc Bộ vẫn chịu tác động của nắng nóng, xen kẽ các đợt nắng nóng là các đợt mưa lớn, kèm theo dông sét, lốc xoáy rất nguy hiểm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có hiện tượng mưa rào và dông, cần đề phòng ngập úng. Xu thế thời tiết, khí tượng thủy văn từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 1 năm 2021 được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định. ESO có khả năng tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina từ nay đến hết năm 2022 với xác suất khoảng 50-60%. Từ nay đến tháng 1 năm 2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 9-11 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng từ 4-6 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng xảy ra bão dồn dập trong tháng cuối năm 2022. Từ tháng 8 tháng 9 năm 2022, lượng mưa tại Bắc Bộ có khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình năm ngoái. Trái lại, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tháng 8 tháng 9 năm 2022, lượng mưa có xu hướng thiếu hụt so với trung bình năm ngoái. Từ tháng 10 tháng 11 năm 2022, khu vực ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên dự báo mưa cao hơn trung bình năm ngoái, cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa lớn dồn dập. Ngoài ra, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc. Nhiệt độ và nắng nóng khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ trung bình từ tháng 8 tháng 9 năm 2022 ở mức cao hơn trung bình năm ngoái khoảng 0,5 độ C. Tháng 10 năm 2022 ở mức xấp xỉ trung bình năm ngoái. Tháng 11, tháng 12 năm 2022 phổ biến thấp hơn trung bình năm ngoái khoảng 0,5 độ C. Tháng 1 năm 2023, nhiệt độ ở mức xấp xỉ trung bình năm ngoái cùng thời kỳ. Khu vực Trung Bộ, nhiệt độ trung bình tháng 8-9 năm 2022 ở mức cao hơn trung bình năm ngoái khoảng 0,5 độ C. Tháng 10 năm 2022 xấp xỉ trung bình năm ngoái, tháng 11, tháng 12 năm 2022 phổ biến thấp hơn trung bình năm ngoái khoảng 0,5 độ C. Tháng 1 năm 2023, nhiệt độ xấp xỉ trung bình năm ngoái cùng thời kỳ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ tháng 8 tháng 9 năm 2022, nhiệt độ phổ biến cao hơn trung bình năm ngoái khoảng 0,5 độ C. Từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023, nhiệt độ phổ biến xấp xỉ trung bình năm ngoái cùng thời kỳ. Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ không gay gắt và kéo dài như năm 2021. Trong tháng 8 năm 2022, khả năng xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày trên 37 độ C với xác suất 70-80%. Không khí lạnh và khả năng hoạt động sớm và nền nhiệt độ các tháng đầu mùa đông ở các tỉnh miền Bắc có khả năng thấp hơn so với trung bình năm ngoái cùng thời kỳ. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.